Ok, cô. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tô màu một bức tranh cực kỳ là xinh đẹp nha các bạn. Rồi bức tranh ngày hôm nay mình tô đó chính là bức tranh cái thiệp cưới các bạn. Wow, cái thiệp cưới như thế này đây. Đó, cái thiệp như thế này ha, khá là đẹp luôn, khá bật lạ luôn. Rồi thì mình sẽ viết chữ lên đây trước các bạn. Do đây là thiệp nha, mình sẽ ghi chữ chúc mừng năm mới lên đây trước ha. Rồi do là năm mới nên là chúng ta sẽ ghi màu đỏ nhé các bạn. Màu đỏ là tượng trưng cho may mắn nhé các bạn. Nên là mình sẽ ghi màu đỏ, chữ màu đỏ ha. Mình sẽ ghi chữ chúc mừng năm mới ha. An khang thịnh vượng, sức khỏe đầy đàn, tiền vô như nước, tiền ra như rùa. Nhưng mà có một điều là cái màu đỏ ở đâu mình chưa thấy rồi. Đây đây đây, đó sẽ có màu đỏ ha. Rồi sẽ ghi chữ chúc mừng nè. Mới đó thì mình sẽ ghi vào đây chữ chúc mừng năm mới nha. Rồi, thì đây chữ chúc mừng năm mới rồi kìa. Happy New Year, Happy New Year, quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ tô màu vàng ha. Đó, sẽ tô màu vàng như đây. Nó khó là ở chỗ cái chữ chúc mừng năm mới của mình đó các bạn. Thật sự nếu mà nói, nếu mà bức tranh này khó tô là khó tô nhất ở cái chữ chúc mừng năm mới của mình á. Cái chỗ đó mới căng đó các bạn. Bức tranh này đẹp hay là xấu thì chỗ đó cũng là quyết định các bạn một phần đó. Rồi rồi do màu vàng này với màu đỏ này cũng không sao ha, tại vì với màu đỏ này nó cũng khá là xứng nên là mình sẽ tô cho nó lên các bạn ạ. Đây anh em xem nè, thì mình tô nó lên đó thì nó sẽ lên mà một tí xíu nữa mình sẽ đồ là cái chữ chúc mừng nó mới lần nữa các bạn. Mình sẽ lấy màu đỏ mình đồ một lần nữa là được ha. Giờ sẽ tô trước cái khung này, mấy cái phần đó thì nó khá dễ thôi, mấy phần đó thì nó không có gì gọi là khó thôi các bạn, cái phần đó thì đơn giản thôi là chiếc bác sẽ sử dụng mấy cái này trước. Làm mấy cái này trước thôi, phần đỡ dễ thì mấy cái dễ thì chúng ta làm sao, cái khó thì chúng ta ưu tiên trước. Rồi ok, bây giờ cái chữ chúc mừng năm mới thì chúng ta đồ một lần nữa thì chúc mừng. Năm đó chữ năm, chữ mới nè. Rồi sau khi mình đồ lại thì nó cũng đã rõ rất nhiều cho các bạn. Chúc mừng năm mới ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ tô cái bông hoa màu hồng các bạn. Giờ này mình thích tô màu hồng nha. Mình không thích tô màu hồng lắm đâu, nhưng mà không biết sao giờ này tự động mình lại thích tô màu hồng. Để hiểu tại sao nữa.
lấy chiếc nhẫn chưa? Chưa lấy nữa đúng không? Còn ừa nữa. Biết ngủ ngay thì ngày mai mà thích chỗ này nó có đóng cho mình coi. Khó nè. Muốn đọc chuyện nhưng mà phải đặt lý do với cháu. Khó quá. Quá là đẹp đấy các bạn. Thì đây là hình quả rồi. San 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 sa. Rồi, nhìn cực kỳ là nhức rách các bạn. Nhìn thấy cảm giác nhức rách rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tô cho cái phần ở bên ngoài là màu xanh lá cây đậm ha. Đó. Tô kiểu như là có cây, có vàng. Có cây, có vàng, có nước, có lửa gì đó kiểu vậy ha. Rồi. Phải nói là siêu siêu đẹp luôn. Không biết các bạn thấy như thế nào, chứ riêng mình là thấy ba cháy một chết chó luôn. Quá đẹp. Đây các bạn ạ. Wow, quá đẹp à, mình sẽ dầm một lần nữa cho nó đẹp, đó là đẹp ha. Dầm màu xanh lần nữa mà. Rõ vào kỹ vào. Đó, dầm rõ vào nè. Nice, khá đẹp luôn. Rồi bây giờ sẽ tô màu xanh nước biển nha. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa thư, Chúa xin Chúa nhận thần tiên. Nói chung là bài đó là bài hát Tết đó các bạn. Lê quê tới mới đây dành tới Tết các bạn, thời gian cho nhanh thật. Giống như chỉ là một giấc ngủ vậy các bạn. Mở mắt ra là tới Tết. Một năm qua là chưa làm được gì nhiều. Có nhiều cơ hội, cũng mất đi nhiều thứ. Năm qua các bạn đã làm được gì rồi? Còn riêng mình làm rất là nhiều chuyện luôn. Ý mình ở đây mình nói chưa làm được gì ở đây các bạn, là có nghĩa là chưa làm nhiều quá lớn lao. Còn làm mấy cái lặt vặt tinh tinh nè, còn lao lắp ở sàn thì mình làm nhiều lắm. Rồi ok. Thì video của mình ở đây kết thúc nha. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video sau. Còn bây giờ bye bye các bạn nha. Wow, khá đẹp luôn. Bye bye. Một xương hoa mai nở.